Hello, chào các bạn, mình là Waterbot Fun đây. Hôm nay trời lạnh gớm nhờ. Tối nay chắc ngủ ngon rồi. Trời lạnh ngủ sướng nha. Nhất là giờ thất nghiệp, trời ngủ đã luôn. Rồi ngủ quên trời quên đất luôn. Hôm nay cho Erebus ra ra trận nhé. Súng 500 m. Thật sự súng 500 m không có hợp với nó đâu. Mà mình ghét chơi 800. Có thể 800 m thấy nạp đạn mười mấy giây được. Trời mỏi mồm. Thằng này cũng 10 giây nhưng mà đạn nhiều, chơi sướng. Chơi 800 m bắn được mấy mấy viên là hết đạn. Chơi mới vui. Tên Erebus nghe tụi xe bus tăng cơ dữ dội cho ai ngờ máu giấy. Dipper máu giấy. Rồi, một nạn nhân đầu tiên. Nguyên cục AZ di động. Còn né ghê thật. Thằng biết né đạn luôn, dữ. Nửa cây. Anh nép vô bức tường nên mình bắn trúng được mấy viên. Bây giờ cách liệu đi, mệt quá. Tiếp tục tình. Nếu xả hết phần này, coi như xả hết thì người rồi chết. Cái con Sky đó nó sợ đạn nổ là một, đạn đạn mà ăn mòn là hai, hai cái đó nó sợ. Cái con này cầm cái Viper mà thấy Sky drop chạy vòng vòng là vô mánh rồi đó. Mà coi Airbus đã cầm 500 m như vậy khó chơi chứ mà thằng máu giấy á. Máu thằng giấy hơn con Typhoon. Còn xả hết phần đạn như này. Còn bắn sụp nhiều quá. Bắn sụp chút, chút không. Còn này thì cứ khống chế là thịt thôi. Miễn là giữ khoảng cách an toàn cho nó mà sắp đá cà nó chết liền. Có phải chơi tình luôn thấy trời chết rồi. Nói chung team bạn hơi mạnh tay dần ép hơi quá. Trời ước gì cái xuyên khiên ở đây nhỉ. Mình để ta chống tình hình cho mình ăn không liên mà gặp rắn mình không ăn được. Chán chưa một cái Viper nó đốt thiên vàng nhanh quá, đốt cái nó mất hết kinh nghiệm vậy á. Là cái khẩu này là khẩu ấn bản cộng 10% đam ngon. Mình quay ra nhiều mà bán hết rồi còn có 5 khẩu. Giặt lấy cho con lên xài thử chơi video. Còn hai khẩu súng để giết người rồi. Gắn mạnh quá. Gắn đúng người ta này, mạnh trâu. Quá chơi xe đáp này. Xe đáp ăn to chứ. Nghĩ là biết cách bay đâu. Bay đừng bay ẩu này. Nó còn đáng ghê quá. Đáng sợ. Bay lượn một vòng có đứa chết. Thôi cách để nắng đi, lên hấp báo này. Bay lên con. Bay lên bố mày cho mày đi mét luôn. Nó tưởng nó ăn hoài. Để Phật nghe xử nó. Thằng này bay rồi. Mày đầy máu thì còn ngại chứ mày hết máu là xử khôi. Nó xuyên khiên nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Thank you.